Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 1 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô bảo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có năm âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi, Tuổi Dậu. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, từ ngày 20 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1, từ ngày mùng 4 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, từ ngày 17 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 1, từ mùng 1 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn một cách miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thần khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong tháng này, các gia chủ Ất Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, từ ngày 20 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965.
Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch. Bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn sẽ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Hơn nữa, quý gia chủ là người không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng, luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm, đã nỗ lực rất nhiều. Do đó nên hết sức thận trọng, cho dù có làm gì hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Ất Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho gia chủ công việc làm ăn được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng cho vận trình của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch. Mặc dù công việc không được tốt nhưng vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng do tính cả nể, hào phóng nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương nên cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thật sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và xa đạo tuổi Ất Tỵ. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm trong tháng 1 âm lịch. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa. Ngoài ra, trong tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ với các thành viên. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý muốn, các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu ký nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe. Đối với gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965, tử vi tháng này khuyên gia chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi đã không còn trẻ khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ ngon. Quý gia chủ cần đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần và sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, quý gia chủ hãy chăm chỉ tập thể dục, thể thao, năng nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải tỏa những áp lực mình đang phải gánh chịu. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ Ất Tỵ là người khá nhạy cảm, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh phải rơi vào cảnh xui hỏng,
bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thoát thân nhiều tiền bạc trong tháng 1 âm lịch. Để may mắn thành công, gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định sắp, quý anh chị có thể liên hệ theo số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.